khi chưa có tư duy cuộc đời của con người do tổng nghiệp quy định khi có tư duy cuộc đời của con người cũng do tổng nghiệp quy định nhưng chúng ta được lựa chọn tổng nghiệp tốt mời anh chị lắng nghe câu chuyện ba con ếch và bài học giá trị có ba con ếch rơi vào trong một cái tùng sữa tươi con ếch thứ nhất nói đây là số rồi và nó có chân so lại, không động đại gì, chờ đợi cái chết đang đến dần. Còn đếch thứ hai thì nói, cái thùng này xem ra quá sâu, dựa vào khả năng bật nghề của tôi thì cũng không thể nghề ra ngoài được. Hôm nay chắc chắn sẽ chết rồi. Thế là con đếch thứ hai chìm nghìm xuống đáy, chết đuối. Con đếch thứ ba ngó nghiêng, ngó dọc. Thật bất hạnh, nhưng chân sau của tôi vẫn còn sức mạnh. Tôi phải tìm thứ gì đó để làm đệm nót để nhảy ra khỏi cái thùng đáng sợ này. Và thế là con nách thứ ba vừa bơi vừa nhảy. Dần dần sữa trong thùng do nó bị dùng chân khuấy động liên tục mà trở thành một khối bơ. Dưới sự trợ sức của đệm nót, con nách dùng hết sức mình bật ra ngoài và thoát khỏi thùng sữa phải tìm thứ gì đó để làm đẹp nót. Đây chính là cái suy nghĩ đã cứu mạng con ếch thứ ba. Nếu suy nghĩ sâu xa về câu chuyện này, thùng sữa tươi chính là những khó khăn trong cuộc sống của mỗi người trong chúng ta. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta sẽ gặp những khó khăn và cái ta cần làm là phải đối diện và giải quyết chứ không phải là tìm cách để tháo lui hay bỏ chạy. Ba con ếch biểu tượng cho ba kiểu người trong cuộc sống này Còn nách thứ nhất Biểu trưng cho người Luôn tin vào số phận Mọi khó khăn đến với họ Họ đều chịu đựng, an phận Và cho rằng đó là số trời đã định Họ không suy nghĩ Cũng không nhìn nhận Hay quan sát sự việc đến với mình Một cách thấu đáo Xem mình có thể làm gì được hay không Mà đã vội dơ tay đầu hàng Những người như vậy thường có một cách nhìn rất hạn hẹp về cuộc sống. Họ nhìn nhận mọi thứ một cách đơn giản và tin rằng bất kỳ điều gì xảy ra đều không thể thay đổi. Điều này khiến họ dễ dàng bỏ cuộc trước bất kỳ thử thách nào. Bởi vì trong tâm trí của họ, mọi nỗ lực hay thay đổi đều là vô ích. Họ không đặt câu hỏi về khả năng của bản thân, không tự hỏi liệu có cách nào khác để đối mặt với những khó khăn hay không. Họ chỉ chấp nhận thực tại dù thực tại đó có đau khổ và đẩy họ vào những tình huống bất lợi. Một người đau khổ sẽ luôn đau khổ nếu họ không thay đổi cách nhìn nhận về chính mình và thế giới xung quanh. Đối với những người như con nách thứ nhất, việc chịu đựng và chấp nhận khó khăn có vẻ là một lối thoát an toàn, nhưng thực chất nó lại khiến cho họ lấn sâu vào tình trạng tiêu cực và từ đó họ không bao giờ thoát ra được. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cần biết và chấp nhận thực tế. Nhưng chấp nhận không có nghĩa là ngừng nỗ lực. Chấp nhận không phải là từ bỏ. Những con người, những con neck thứ nhất thường nhầm lẫn giữa việc chấp nhận thực tế với việc từ bỏ hoàn toàn hy vọng và không làm gì cả. Khi chúng ta đối mặt với khó khăn, chúng ta có thể chọn cách chấp nhận rằng đó là một phần của cuộc sống, nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phải tìm cách để vượt qua nó số phận không phải là thứ bất biến và chúng ta không phải là những con dối trong tay của số mệnh chúng ta có quyền lựa chọn có quyền hành động để thay đổi hoàn cảnh của mình nhưng những con người như con nết thứ nhất lại từ chối nhận điều đó họ tin rằng mọi chuyện đã được định đoạt và họ không thể thay đổi bất kỳ điều gì sự thụ động này chỉ khiến cho họ không chỉ lãng phí tiềm năng của mình mà còn dẫn đến một cuộc sống tè nhạt thiếu đi sự sáng tạo và sự tiến bộ họ sống trong một vòng lặp lặp đi lặp lại của những thất bại và họ không bao giờ thoát ra được bởi vì họ không bao giờ tin rằng mình có thể làm được ngược lại với con đếch thứ nhất có những người luôn tin rằng họ có thể thay đổi số phận của mình họ không chấp nhận những khó khăn mà không thử làm điều gì đó để vượt qua những người này có một thái độ sống tích cực và chính thái độ này giúp họ đạt được thành công trong cuộc sống họ hiểu rằng khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống nhưng điều quan trọng là cách chúng ta đối mặt với những khó khăn đó những người này không chấp nhận từ bỏ họ không để cho số phận quyết định cuộc đời của mình mà luôn tìm cách để thay đổi Họ hiểu rằng mọi khó khăn đều mang đến cơ hội và mỗi lần vượt qua một thử thách, họ lại trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Sự nỗ lực và tự tin là hai yếu tố quan trọng giúp họ tiến về phía trước. Thì chúng ta tin vào khả năng của mình, chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cuộc sống luôn đặt chúng ta vào những tình huống mà chúng ta phải lựa chọn. Chúng ta có thể chọn cách chịu đựng như con thứ nhất chấp nhận mọi khó khăn và để cho số phận quyết định cuộc đời của mình, hoặc là chúng ta có thể chọn cách hành động, chọn cách đối mặt với những thử thách, những khó khăn và cố gắng thay đổi chính mình. Sự khác biệt giữa hai lựa chọn này là rất lớn. Khi chúng ta chịu đựng, chúng ta từ bỏ quyền kiểm soát cuộc đời của mình, chúng ta trở thành nạn nhân của hoàn cảnh và từ đó, chúng ta sống một cuộc sống không có niềm vui, không có sự phát triển ngược lại khi chúng ta chọn hành động chúng ta nắm quyền điều khiển cuộc đời của mình chúng ta không để cho khó khăn đánh gục mình mà luôn tìm cách để vượt qua chúng điều này giúp chúng ta không chỉ sống một cuộc sống đầy ý nghĩa mà còn tạo ra những cơ hội mới cho bản thân trân trọng và biết ơn anh chị đã lắng nghe và lan tỏa giá trị của tri thức này chúc anh chị thành công và hạnh phúc